đã tạo ác nghiệp tham sân si, chính là muốn đi vào đường hiểm. Hiện nay bạn tạo nghiệp, quả báo chưa hiện ra, nhưng quả báo sẽ hiện ra rất nhanh. Sau khi chết đi, nhất định sẽ đọa ác thú, đi vào đường hiểm. Bồ Tát thấy những người này nên cảnh cáo họ. Đốt tai nghĩa là quát mắng. Tiếp theo sau lại hỏi họ, tại sao ông lại muốn đi đường này? Và cũng là nói, vì duyên cớ gì mà ông lại tạo những ác nghiệp này? Những chuyện tạo ác nghiệp phía trước đã nói rất nhiều rồi. Thật ra những chuyện này chúng ta không khó hiểu. Có thể đó chính là đời sống hàng ngày của chúng ta, hết thảy những chuyện xử sự đãi người tiếp vật. Tại sao ông phải đi đường này? Đường này là đường dẫn đến tam ác đạo. Trong tâm có tham sân si mạng, lời nói hành động đều hại người hại mình. Bạn làm những việc này chính là bạn muốn vào tam ác đạo. Bạn vào tam ác đạo, hữu hà dị thuật. Dị thuật là phương pháp. Bạn có phương pháp gì có thể tránh những độc hại này? Đây không phải là chuyện phàm phu có thể làm được, Bồ Tát mới có thể làm được. Giả lại Bồ Tát ở đây không phải là những Bồ Tát nhỏ, Bồ Tát nhỏ còn không làm nổi. Trong kinh nói, pháp thân đại sĩ mới làm được. Các ngài thị hiện trong lục đạo, cùng với những tà ác này hòa quang đồng trần. Bên ngoài hình như chẳng khác gì với công việc của những người này, nhưng tâm địa thực sự thanh tịnh từ bi. Hành động của các ngài là muốn giúp hết thảy chúng sanh giác ngộ, cho nên ngài năng chế chư độc. Vào trong cảnh giới ô nhiễm này, nhưng ngài chẳng bị ô nhiễm. Hình tướng bên ngoài dường như bị ô nhiễm, thật ra trong tâm ngài chẳng tiêm nhiễm mảy may. Như vậy mới được. Phàm phu chẳng có khả năng này. Nên phải biết tránh xa. Do đó người tu hành thời xưa, tại sao đạo tràng thường được xây trong rừng núi, ở những chỗ chân người ít tới? Vậy tức là ngăn cách với xã hội. Nếu không ngăn cách, lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không thể không động niệm, không khởi lên ác niệm tham sân si. Thế nên người xưa xây đạo tràng nhất định phải xây trong núi sâu, làm cho bạn đi đến đó tương đối khó khăn. Khi bạn đến đạo tràng, bạn nhất định là đi cầu pháp.
Nếu không có chuyện cần thiết thì bạn tuyệt đối sẽ chẳng đến đó. Chẳng có chuyện thì không bước đến Điện Tam Bảo, hoàn toàn ngăn cách. Trong xã hội hiện nay thì khó khăn hơn. Lúc trước mỗi lần đi đến tự viện Tổng Lâm ở Trung Quốc đại lục thì vô cùng khó khăn. Hiện nay tất cả đều mở đường cho xe cộ có thể chạy tới đó, thậm chí nghe nói còn có xe cáp nên càng thuận tiện. Trên núi cao vẫn có truyền hình, có chương trình vô tuyến điện. Hồi trước là muốn ngăn cách, hiện nay không những không muốn ngăn cách mà còn tìm đủ mọi cách để tiếp xúc. Đó là chư Phật nói ở đây: hữu hà dị thuật, năng chế chư độc. Hai câu này rất hiện thực đối với con người chúng ta hiện nay. Chúng ta phải ghi nhớ tám chữ này. Thường nhắc nhở chính mình, nếu không có khả năng này thì tốt hơn hết nên tránh xa. Đạo tràng chúng ta tuy là mỗi tầng lầu có rất nhiều máy truyền hình, nhưng những máy truyền hình này chẳng nối liền với bên ngoài, chẳng coi được tin tức chương trình bên ngoài, đều là những tiết mục giảng kinh và tiết mục niệm Phật ở trong nội bộ chúng ta. Đạo tràng chúng ta có cách làm như vậy. Chúng ta phải phòng ngừa từng giờ từng phút. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.